Hơi ít nhưng mà ăn một mình thì cũng được. Hả? Ít nhưng mà ăn một mình thì cũng được. Nhà mình là giờ này giờ tập thể dục nhưng mà có mình giờ này ngồi ăn thôi đó. Damn! Nhân anh xin chào mọi người, mình là Fanny. Chúc mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và ngày hôm nay nhân dịp nghỉ dịch đó mọi người, thì mình buồn miệng quá cho nên là quyết định là sẽ làm một món bánh mà mình rất là thích ăn. Và những cái mùa dịch trước, những cái kỳ nghỉ dịch trước mình đã thử test qua rồi, và hôm nay mình sẽ quay clip cho mọi người xem. Và cái công thức này mình làm, mọi người nghe tiếng gì chưa? 5 phút một lần, mọi người thông cảm bỏ qua nha. Công thức này thì mình sẽ làm theo công thức là không có dùng nấu hay gì hết trơn á, là chỉ làm sơ chế ngoài vậy thôi, theo công thức của chị Baby Combo Home. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhé. À, và mọi người thấy gì sau lưng mình không ạ? Cầu vồng dạo này, ngày nào mình cũng thấy cầu vồng hết. Thật sự luôn, ngày nào nhà mình cũng thấy cái cầu vồng. Đây, chân cầu vồng, một vòng tròn bự chị chà bá luôn. Rất là đẹp, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào đây ngồi để bắt đầu. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm bánh. Mọi người thông cảm nha, hôm nay trời hơi mưa mưa chút mà nhà mình chỉ có góc này là quay đẹp nhất thôi, với lại mình muốn quay cho mọi người thấy cầu vồng sau lưng mình nữa, cho nên là mình sẽ ngồi ở góc này. Cái công thức mà làm bánh này là mình cần những cái nguyên liệu như sau. Đây, bánh mì sandwich. Hôm nay mình qua mini shop thì chỉ còn có mỗi cái này thôi, chỉ có 5 cái thôi mọi người. Nếu mà mọi người mua được nhiều hơn thì nó càng tốt. Rồi, bánh này thì có hơi nho nho nữa đó, nhưng mà chỉ có một cái thôi mọi người. Mình sẽ dùng tơ ra, nếu mà các bạn dùng dao thì nó sẽ hay bị tơ lắm. Cái viền mọi người cắt ra mọi người cũng khoan vội dục nha. Cái này chút nữa có một cái món rất là ngon, bí mật. Ngon cực. Mà mình rất là thích ăn cái viền á. Thì ra là cái bánh của mình nó cắt nó cũng không có được đều lắm đâu nha mọi người. Mình không có thuộc dạng gọi là khéo tay á. Đó. Mình chỉ có 5 cái thôi à, cho nên là ăn hơi ít nhưng mà ăn một mình thì cũng được. Hả? Wow. Hôm nay mình ăn bánh mì xong bánh mưa đó mẹ. Mưa. Nó cứ lả chả vô đầu mình. Trời ơi, nho nhiều như vậy. Trời thì vẫn nắng nhưng mà mưa thì vẫn rơi nha mọi người. Thật ra thì cái món này nếu mà làm bánh sandwich trắng không thì ăn sẽ ngon hơn. Nếu mà nó có cái này thì nó sẽ hơi chua chua thêm chút. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhân nhé. Mưa rơi quá mọi người. Thật sự là đúng kiểu mưa rơi tí tách quá trời luôn á. Nhưng mà theo công thức của chị Baby Combo Home thì có 8 cục phô mai rồi mọi người, nhưng mà mình chỉ còn có 6 cục thôi. Làm đỡ vậy. Vậy mình cũng có 5 cái bánh thôi à, cũng không có được nhiều lắm. Bỏ phô mai vô, sau đó thì mọi người sẽ nghiền nát nó ra bằng cái muỗng. Nếu mà nghiền từng cục thì nó dễ hơn. Nếu mà nghiền một lúc thì nó như vậy. Hả? Nani? Mình thích ăn cái phần dưa ở trên cái bịch. Hồi xưa mọi người có hay ăn kiểu vậy không? Ăn kiểu cắn cắn như này xong còn liếm giả mang rồi đó. Liếm giả mang rồi. Wow. Cái tinh túy nhất là theo công thức của chị Baby Combo Home thì đây là 8 cục, sau đó thì bỏ 2 muỗng sữa đặc, 6 muỗng sữa chua, thì mình có 8 cục thôi thì mình cũng có ít
làm cũng khá là nhanh, nhanh gọn lắm mọi người, dễ làm nữa. Không phải nấu nướng gì hết trơn á, mình không khéo léo như bị nấu nướng lắm, nhưng mà mấy cái mà không cần phải nấu thì mình nhanh. Bây giờ thì mình sẽ bỏ 2 muỗng sữa đặc và 6 muỗng sữa chua. Nhà bạn nào có sữa đặc sẵn thì lấy sữa đặc sẵn nha, còn mình không có. Muỗng thì mình chỉ lấy ít ít xương xương vậy thôi. Sau đó thì mình sẽ cho 6 muỗng sữa chua. Sữa chua của mình làm là sữa chua không đường, tại vì mình thích ăn ngọt. 1, 2, 3, 4. Nó ok. Mọi người đừng cho nhiều quá nha, tại vì sợ nó sẽ bị lỏng quá thì mình bỏ vô thì nó không có ngon. Ok, vì đường xa ướt mưa quá cho nên là mình sẽ chui vô đây để ngồi làm tiếp nha mọi người. Mưa sợ ướt bánh, ướt đồ nữa, ướt điện thoại. Bây giờ mình sẽ bán cái hỗn hợp này sao cho nó miệng thì miệng nhất có thể nha. Hôm nay trời hơi nghe một chút, trời đang rất là nắng luôn á mọi người. Xong rồi mưa, nhưng mà mưa nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình sợ ướt bánh á. Nên phải chui đây, góc hơi xấu mọi người. Đây, tụi mình đang để đồ kéo bên này để sửa sang lại phòng bên kia. Ok, và bây giờ thì mình thấy là nó chắc là nó cũng được được rồi đó mọi người. Là nó sẽ quyện lại với nhau như này, đó. Nó cũng ok la rồi đó, nó không có tan ra hết được, nhưng mà thôi vậy cũng được. Mình lười quá mỏi tay mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái ly, mình bỏ cái bịch này vô. Sao rồi, bỏ cái miệng. Cái miệng nó cũng không đủ to luôn, để mình cầm nè. Đó, mình sẽ đổ cái hỗn hợp này vào trong cái bịch này. Sau đó thì mình cột lại và mình bỏ trong tủ lạnh 10 phút để cho nó hơi đông đông, nó ngăn đá nha mọi người. Để cho nó đông đông lại thì mình dễ làm hơn. Mình sợ nó đang, mình sợ nó bị tèm lem thành lao quá. Tại cái bịch mình nó cũng hơi nhỏ đó, nó bỏ vô thì nó cũng hơi khó khăn. Mọi người nghe tiếng gì không? Anh mình đó mọi người, anh Ngọc đó. Giờ này là tới giờ anh lên đây tập thể dục á, nhưng mà anh không biết mình đang quay đây đâu, cho nên là mọi lần sẽ lên thấy anh. Ủa, thế à, em quay à? Sẽ chờ xem nhá. Tập thể dục đúng không? Ừ. Em đang làm bánh. Làm đi. Mưa. Thấy mưa rào cho mưa. Phần còn thừa trong chén mọi người khoan khoan rửa nha. Để mình sẽ làm món khác. Nó hơi tèm lem nhưng mà cũng được. Lau đi một chút. Ok, bây giờ thì mình đã có một cái túi như này rất là xinh xắn. Mình nghĩ như Nhân không có đủ làm 5 cái luôn á. Nhưng mà thôi, cố gắng, cố gắng. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ vô ngăn đá 10 phút. Trong thời gian đó thì mình sẽ làm cái khác nha. Ok. Bây giờ mình sẽ làm một cái món siêu phẩm nha mọi người. Đây, cái bánh hồi nãy còn dư bỏ cái viền á. Thì bây giờ mọi người cắt nhỏ 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 ra. Mọi người trộn với lại cái phần còn dư ở trong cái tô của mình. Ngon lắm, cái món này nó ngon. Nghe ngửa xem với lại món kia luôn mà nó dễ làm. Mình thích ăn cái vị này tại vì nó không biết, tại vì mình thích ăn vậy thôi à. Không biết giải thích. Không biết tại vì mình thích ăn vậy thôi à. Không biết tại vì mình thích ăn vậy thôi à. Mà mình chờ kem là cái nhân nó đông đông lại thì mình sẽ làm tới cái phần mà gọi là cán. Cán cái bánh mì sandwich Swiss này ra nha mọi người. Thôi mình bóp cho nó nha mọi người. Không có dấu hiệu mà. Không ra. Bóp làm sao bây giờ nào? Nước vô dụng quá, không làm gì, không giúp được gì. Hả? Nó dính nhờ.
cái bánh mì thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bước cũng khá là quan trọng. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ lấy một cái muỗng, mình quét một ít sữa đặc lên ở bên mép, 3 mép để dính nó lại với nhau như này. Đó, hiểu chưa? Yeah. Mọi người đừng cho nhiều quá nha, cho nhiều quá thì nó sẽ bị ướt quá không dính được á. Cảm thấy hơi ngứa mắt một chút đó. Thôi không cảm nha, mình sẽ để đây, nó chắc cũng dính với nhau rồi đó. Nào tiếp theo mình sẽ làm tương tự với mấy chiếc bánh còn lại. A few moments later. Ok, và bây giờ cái túi này mình cũng đã để được lâu rồi đó, nó cũng hơi đặt lại. Bây giờ mình sẽ cắt một cái đầu nhỏ ra để xịt vô. Dễ, anh dụng hả? Cô bé khéo tay. Mình sẽ dọn dọn đi cho nó xuống dưới nha mình. Từ xuống tiếp mình sẽ lại nên đổ lên đây. Chứ không còn cách nào khác nữa rồi. Tại vì nó bị xịt ở giữa làm, chứ ở đây nó bị tắt. Em nghĩ em đi, em kêu nó tìm cái lại luôn đi. Hả? Nó làm luôn, tìm cái một đi. Nó lòi bên này á, cái bên nhấp lại á, hiểu không? Ủa sao không đi mà? Ta phải ghim thì ghim luôn làm đi. Không ghim được, bây giờ ghim nó cũng vậy à nè. Em ghim mà nãy rồi nè, mà nó vẫn vậy thôi, khác gì đâu. Mọi người có hiểu cái bánh của mình không? Bây giờ mình không cái ra mỏng thiệt mỏng được là tại vì có cái nho này nên là nó không có thể nào mà mỏng thiệt mỏng được, chứ lại mình không có đủ cán ra. Cho nên là bây giờ mình cứ xịt vô tới đó cái mình dập lại vậy thôi. Bé mà tôi nói bé xuất sắc luôn đó mọi người. Ăn cái này cái không mỏng nhiều đâu ha. Ăn cái này cái không mỏng nhiều đâu ha. Wow. Bây giờ mình bế tắc, mình không có thể nào mà gọi là ghim nó lại bằng cái nó xịt ra này. Anh nhầm ăn thử không? Ngon không? Tại sao anh lại có một cái điệu cười mà em cảm thấy thế là nó không có ok la lắm? Mọi người nó rất là ngon, nó rất là béo, nhưng mà tại vì cái bánh này nó có nhỏ cho nên là mình không thể nào cắn được. Nhà mình là giờ này giờ tập thể dục nhưng mà có mình giờ này ngồi ăn thôi đó. Damn! Cái này nó nát nữa rồi, mình không thể nào chụp cho mọi người xem được cái này nữa. Có tự ăn luôn đi chứ để hai ăn, có tự ăn luôn đi để hai ăn. Chứ bây giờ mình làm fail như hôm nay luôn mọi người. Lúc trước mình làm đúng đẹp luôn á, mọi người có thể xem lại những cái tấm hình hồi xưa mình hay up. Mà mình làm cái bánh này nó rất là đẹp luôn á, mà không hiểu sao tới khi mình quay clip thì nó lại như này. Còn dư nhân mọi người, bây giờ mình mới làm gì trơn, cái mình đổ vô lại cái, mình sẽ đổ vô lại cái tô mà nãy mà mình cắt cái viền bánh á. Và một cái nữa đó là mình sẽ chét thêm cái này để mình ăn lại cho nó béo. Chưa bao giờ fail như hôm nay luôn á mọi người. Thấy bế tắc á. Bản thân mình thật là khéo léo nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này của mình. Và mong là mọi người sẽ nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh của mình. Và bên lại cạnh đó thì các bạn hãy comment những cái nội dung mà mọi người muốn mình làm nha. Ví dụ như là một ngày nghỉ dịch ở nhà làm cái gì, hay là những bài tập, cái gì đó. Bài tập thì mình cũng không rành lắm. Ngoài ra thì mình có thể làm được nhiều món nếu các bạn yêu cầu. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Và nhớ xem clip này của mình nha. Bye bye.